anh có đánh rơi gì đâu. Đánh rơi yêu này. Only đến cơ sở của bảo vệ đâu nhỉ? Nay bảo vệ mặc áo trắng ấy nhỉ? Đúng rồi, đây đây, đỗ xe nhá. Anh Tuấn anh mà. Anh đây. Sao nay anh lại xuống đây dắt xe là bảo vệ này? Xưa rồi bé ơi, anh về cơ mà. Oanh quá, oanh quá. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại đó chính là cơ sở thứ 2 Hà Đông. Và anh Tuấn Anh hôm nay đã không còn là master đi nước nữa mà đã trở thành master của chi nhánh này. Và bây giờ hãy cùng... Không chỉ là master đi nước cộng thêm cả master của chi nhánh này đúng không? Ở 57 Trần Phú Hà Đông các bạn nhé. Và sau này chắc chắn là những bộ đi nước là anh mình sẽ được đến Hà Đông gặp anh Tuấn Anh ở đây. Chứ không còn là ở trong showroom bình thường tại Hà Đông mình nữa. Bây giờ hãy bắt đầu vào trong và xem có gì hay ho nhá. Ui, ui. Ui, cái gì đây, cái gì đây? Bình tĩnh. Em mua con PS5 này. PS5 đang rẻ lắm chứ. Giá nó có 16 triệu thôi. Em phải mua vội. Từ từ, mình đang review mà. Anh ơi, làm đơn cho. Làm đơn cho anh về với. Mua luôn hả? Mua luôn. Anh đây. Đây. Úi dồi, anh em ơi, cơ sở Đông Hải đông quá anh em ạ. Vừa mới mở cửa mà một khách đến luôn. Không ngờ một đôi khách. Rất là nhiều khách đến luôn. Thực sự là quá đông đảo anh em ạ. Bây giờ thì mình cũng đang làm một khách hàng của Hacom đây. Đúng rồi, chỉ chuẩn bị đó chính là thanh toán chiếc PS5 này nhá. Anh em đợi mình tí. Tối nay là có game để chơi rồi, tuyệt vời quá. Chào xin, chào xin cái đơn. Rồi, ok, thanh toán xong rồi, bây giờ mình cùng xuống xem một lần nhá. Rồi một lần xong các bạn, hôm nay khách rất là đông. Hôm nay rất là chúc mừng chủ shop của anh. Khai trương rất là đông. Em có thể cất cái hộp này đi xong mình đi. Không, em giữ. Em thích cầm. Ủa, em định cầm nó đi khắp cái showroom luôn hả? Em mua nó em được quyền cầm nhé. Bây giờ. Ok, cho em tập cơ tay. Bây giờ kệ, Hoàng sẽ bê cả cái PS5 Hoàng mới mua và cùng mình là đi review xem là cơ sở 57 Hà Đông sẽ có những cái điểm gì khác không nhá. Ok, đặc biệt hơn nhá. Thì ngay bước vào giữa đúng không, anh em sẽ được đón chào bởi lúc đầu là cái PS5 nhưng mà mình đã cầm nó đi rồi, mình đã mua nó rồi. Và sẽ có những thứ khác là audio. Về đây chúng ta sẽ có tủ của JBL và tủ của Marshall này. Và đây là những cái loa mà chúng mình mới nhập về. Có rất là nhiều clip TikTok về Marshall. Chúng mình còn sẽ có những hãng mới như là của Soundmax này, của những Soundcore, của vân vân. Tập trung rất là nhiều các loại loa ở đây để phục vụ tất cả các nhu cầu nghe nhạc, chơi game, xem phim của anh em. Nhưng mà tất nhiên rồi, anh em đến với hai con chúng mình đâu, thường sẽ là để mua máy tính nhỉ. Thì bây giờ qua bên hàng AMD với cái Intel nhỉ. Em có mỏi không? Không. Ôm PS5 sướng lắm, không mỏi đâu. Hy vọng em sẽ hạnh phúc với quyết định của mình nhá. Em cầm nó đến cuối ngày hôm nay đi. Đúng rồi, em còn cuối ngày. Tại sao bọn mình đang là những linh kiện chính của các bộ PC của chúng ta ngày hôm nay? Ví dụ như là CPU AMD của này, Intel và Intel. AMD này. Đó, và bên này sẽ còn có đó chính là những cái hãng khác nữa. Hạ xuống đi, Pearly. Đây, hạ xuống được chưa? Chị cầm đỡ em một tí hả? Không cho. Bên này sẽ có là hệ thống tản nhiệt này của Cooler Master này, cũng có của EK, có của Lely, cái thứ kiểu luôn. Và cả Zonbo nữa, những cái option khá là rẻ để cho anh em có thể lựa chọn. Ngoài ra nữa này, chúng ta sẽ còn có những tủ của các hãng cực kỳ là đình đám. Ví dụ như là của Asus này, của ASRock này, của MSI này, vân vân và vân vân. Đấy, ví dụ như chị nhìn thấy những chiếc Mainboard này quen thuộc không? Quen không? Quen, những chiếc mà chị đã từng review hay quick review ấy. Chúng ta đã quick review rất là nhiều đấy. Trên kênh Hacom quick review nha, mọi người có thể lên đấy để ủng hộ chúng mình. Ở trên đấy thì có rất là nhiều những cái sản phẩm từ mainboard cho đến cả USB, cho đến cả TP-Link luôn, cái gì cũng có. Cái gì cũng có, và có cả những con màn hình nữa cơ. Bên này này, chúng ta sẽ có này, của MSI này, của đây là của GeForce, là của Nvidia này. Xong ngoài ra sẽ còn ở góc này nữa là góc một nồi những cái màn hình luôn.
một những cái dài màn hình luôn, có cả màn hình gaming nhá, cả mình tất cả các loại bình thường nhá. Văn phòng này đấy. Là mình thấy có rất là nhiều hãng, ví dụ như LG, ví dụ như HKC, Visonic, Samsung các kiểu đấy. Và nếu mà màn hình anh em chui ngay vào góc này cho mình, và nhiều khi nhá anh em chỉ cần bảo với cả nhân viên mình thôi là cầm hết tất cả những màn hình ra góc trải nghiệm đằng kia và test ngay xem trải nghiệm màu nào muốn 4Hz có mượt không, và có thể đưa ra quyết định mua luôn. Nếu mà nằm ở giữa đây đúng không, anh em thấy chúng mình đang ngồi thấy một rất là nhiều vỏ cây ở ngay luôn. Bên cạnh những cái linh kiện chính của chúng ta thì sẽ có vỏ cây, bởi vì PC chắc chắn là nó phải nằm trong một cái vỏ cây rồi. Anh em nhìn thấy như vỏ Zombo này, vỏ của Liên Ly này, vỏ của đây là cái gì đây, Sigmatic à, như là Sigmatic đấy à, vỏ Sigmatic hay là XTEC, vỏ của XTEC đấy, vỏ Zombo cầm này. Cái này nên là ấy quá mà bất tiện quá mà không thể xem được, không xem được, nhưng mà không sao. Và dưới đây sẽ còn có các chân màn nữa này, chân màn của NB này. Và hôm trước anh em mình nhớ cái video sắp tới sẽ có một video của một anh đồng nghiệp cũ chúng mình có lắp một chân human motion chuyển động của loài người như này, cực kỳ anh đồng nghiệp cũ á, trong livestream á hả? Không, anh mình em đi giao cơ đấy. À nhưng mà anh cái bộ máy đấy lắp trong livestream đúng không? Cho anh đồng nghiệp cũ đúng không? Nên anh em subscribe chờ cái bộ đấy nhá. Đấy là một trong những cái setup mà mình có thể nói là đẹp nhất mà mình từng đụng vào, đẹp nhất mình từng setup. Đấy. Thật luôn. Thật, em hứa với chị. Rồi, mong chờ quá, mọi người chờ đón tập đó ở trên kênh của Hacom nha. Còn bây giờ đi tiếp đi em với chiếc PS5 của em. Cái sao khu vực bên này nào? Ủa từ từ chị ơi. Để con PS5 hơi nặng cho em uống tí nước được không? Đợi tí nhá. Anh em ơi, ở đây nhá là nước như các kiểu furry luôn. Anh em đợi gọi là mua máy mà lắp máy lâu quá không? Cầm nước ra, xoáy vòng phát. Nước tinh khiết. Không những thế nhá, trong khu vực chờ ở trên tầng 2 lát nữa các bạn còn nhìn thấy cả nước ngọt nữa cơ. Chúng mình luôn luôn phục vụ như khách hàng ngồi chờ BBC hay ngồi chờ bảo hành hay là vệ sinh máy nhỉ, để có một cái khoảng thời gian chờ đợi thật là vui vẻ và mát mẻ. Refreshing quá. Đúng rồi, từ lúc cầm con PS5 này mọi thứ đều mới mẻ đúng không em? Góc này ui ôi, đây là góc mà cực kỳ nhiều anh em thích luôn. Vừa nãy nhá, chưa biết tại sao không? Đây là góc của chị đâu, nhìn đi chị, nhìn anh em nhìn một giải đi. Đây là góc để các bạn có thể trải nghiệm build máy, và ngay bên trên thì các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều gear của chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ có gear của Zidly này, HyperX này, Hydra này, Corsair, Daru, Mistel này, và rất nhiều các loại gear khác trải dài ở khu vực xung quanh đây. Đó. Để trải nghiệm trực tiếp ở trên những cái dàn máy trải nghiệm của mình đây luôn. Tiện tay lên trên. Lúc nãy nhá, trong lúc bốn lần nhá, có bạn đánh liên minh điện thoại ở đây cơ để test xem là chuột ở đây có ngon không. Và bạn ấy vừa chốt luôn một đơn đi về rồi. Nên là chúng mình lại quên chưa phỏng vấn kịp. Nhưng mà anh em vào đây. Đây, những bộ máy, những dàn máy ở đây cực kỳ là xịn sò đó. Chị Phương bây giờ nhá, chúng ta đã làm rất là nhiều các video tư vấn không? Chị Phương có thể đoán nhìn qua và đoán mặt không? Xem là bộ máy này sẽ khoảng tầm trung, tầm cao hay tầm thấp đâu. Chị Phương con đoán. Này chắc là chị đoán tầm trung trở lên. Tầm này. Trung, ok. Tại vì nó có tản nhiệt nước này. All-in-1 này. Cạc nhìn trông cũng có vẻ ok đúng không? Đúng có cả hai thanh RAM RGB. Bên này sao? Ui giời ơi. Không, bên này là phải cao cấp rồi. Cao cấp rồi đúng không? Đúng. Đấy, cho ta tại có. Vì sao? Các bạn nhìn thấy đi nước không ạ? Chắc chắn là bộ này các bạn anh gần anh khác đúng không? Chủ xốp. Rất là tiện và vỏ cây cũng rất là xịn nữa. Vỏ cây của Cooler Master. Xong kia sao? Chị cảm thấy là bộ máy như nào? Bộ này hả? Ừ. Bộ này cũng không phải dạng vừa đâu nha. Bộ này em nghĩ tầm từ 30-40. Thế à? Em nghĩ khoảng tầm 20-30 thôi. 20 thôi ạ. Ừ. Tại vì con này thì con cạc nhìn trông nó bé quá, con cạc nhìn trông nó tương đối bé. Nhưng mà chỉ nhìn thấy cái tản nhiệt rất là to. Tản nhiệt to, ok. Tản nhiệt to. Và ui ôi. Bộ này đó bao nhiêu tiền? Bộ này chắc là 5 triệu, 7 triệu rồi đấy. Đây, mình đoán đây sẽ là bộ PC đồng bộ của Hacom. Rồi, PC đồng bộ. Mà một cái PC đồng bộ của cái hãng mà Hacom chúng mình có cung cấp và phân phối. Đấy, và nếu mà anh em muốn test những cái bộ kia này không, có thể liên hệ trực tiếp với cả gọi là những nhân viên bên chúng mình, nhân viên mua bán hàng bên chúng mình, và lấy từng cái đồ này ra để test ngay luôn cái bộ máy này. Bất kỳ cấu hình nào anh em có thể test được, như là tầm trung, tầm cao, tầm thấp, để xem ra là ở mức FF mình có chơi có ngon không này, bàn phím mình có sướng không này, chuột mình vẩy ốp có ngon không này, đấy, tuyệt vời không này. Và đó là lý do sao mà chúng ta nên chọn mua ở Hacom. Và nếu mà anh em muốn kiểu xem review trước ấy, thì có thể qua Hacom Quick Review để check được nhá. Có rất là nhiều sản phẩm ở trên đó nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ lên tầng 2. Nhưng mà trước khi lên thì các bạn có nhận thấy là khi đi một vòng ở dưới tầng 1, các bạn nhận thấy nó gọi là cái layout, đùi cái diện tích layout ở cái cơ sở ở 57 thành phố Hà Đông này thì nó hơi khác hơn một xíu so với một vài cơ sở gần đây. Bình thì nó sẽ kiểu thì nó sẽ là bình chữ nhật đúng không? Nó sẽ kiểu sâu vào trong, nhưng mà thay vì thế thì cơ sở này lại là hình vuông, theo kiểu hình vuông hơn, và khách hàng chỉ cần bước vào giữa phát có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đúng, quay phòng là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ rồi. Đấy, Hòa nó mua được PS5 nó tràn đầy năng lượng luôn các mọi người, hề luôn. Rồi, ok, bây giờ lên tầng 2 nhỉ? Lên tầng 2 đi. Okay. Phanh Hòa, từ, sao chúng ta có thể quên khu vực này nhỉ? Đây là khu vực gọi là thiết bị về mang tính văn phòng đúng không? Đúng rồi, máy in, máy chiếu.
Nên là không phải, đây nhá, cái quan trọng ấy là những cái máy kia là những cái máy in hóa đơn. Và rất là nhiều anh em kiểu không biết là mua ở đâu, mua thiết bị gì thì có thể đến trực tiếp với Hacom chúng mình và tìm mua, có thể gọi là hỏi tư vấn. Có cả máy chấm vân tay nữa. Chấm vân tay, đúng rồi, cả máy chấm vân tay nữa. Một thiết bị gọi là ác mộng của rất là nhiều anh em nhân viên văn phòng đấy. Ở đây sẽ có những máy in này, sẽ có cả camera này, sẽ có cả các dây nối này, các còn là các thiết bị để nối dài, vân 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 vân. Và rất nhiều những option máy chiếu bây giờ đang mùa bóng đá đúng không? U23 đúng không? Các bạn hãy sắm cho mình một chiếc máy chiếu về để có thể xem bóng đá tại nhà một cách thật là riêng tư và vui vẻ nhà. Gần đây chúng mình có gọi là làm một cái TikTok với cả một cái máy chiếu Vanco, tức là máy chiếu mini ấy, nó cũng là một chiếu Full HD, anh em nhớ lên TikTok của Hacom để check nhá. Thử luôn nhá, ok luôn. Đó. Ok. Đây thôi, bây giờ lên thật rồi. Ôi trời, hình như có thang máy chị ạ. Thang máy đâu mà, nào, thang máy rồi, thang máy nhà vệ sinh mà. À, vệ sinh nhỉ? Ừ. Ôi, nhưng mà vệ sinh to đẹp với nhà sạch sẽ chứ. Thôi không gì, cứ như rồi, nói chung là ấy, đến đây nhá, anh em mua máy đúng không mà nhà đâu có gọi là nhu cầu giải quyết, không phải giải quyết về máy tính mà giải quyết về gọi là nhu cầu cá nhân thì. Trời, đó hôm nay nó mua được B5, nó sung quá mọi người, lên tầng 2, lên tầng 2. Xin đấy, xin đấy. Vào phát đây là mình lại về chỗ quen thuộc, vừa nãy mình vừa thanh toán mua con B5 này xong. Đây là, đây chào các chị ạ. Đây là khu vực để anh em có thể thanh toán này, đây là bàn kế toán, đúng không ạ? Đúng rồi, thanh toán thì chúng ta sẽ lên tầng 2 nha mọi người. Đó, lên tầng 2 này. Nhưng mà điều mà anh em quan tâm nhiều hơn ấy, đó chính là khu vực mà lắp máy. Anh em có thể vào này phát này. Ui, không phải đông khách thế, đông lắm đấy, tầng 1 đã đông, tầng 2 lại cũng đông hơn. Trời đất. Không có chỗ mà đi luôn. Ui, không có chỗ mà đứng luôn. Đây. Chúc mừng chủ sốt Tuấn Anh. Đây chính là khu vực để các bạn có thể build bộ PC này, lắp vào đây luôn. Người ta gọi đây là kỹ văn thuật đấy các bạn ạ. Đấy, thì ở trong này thì anh em có thể nào là bảo hành này, sửa chữa này, vệ sinh này, lắp máy này, đấy, check hàng này, đấy. Và anh em có thể đứng và ngồi ở khu vực hai dãy ghế ở đây, có thể uống nước ngọt đâu, ở nhà nước ngọt đâu. Đây, lấy nước ngọt đây. Ui, đằng kia có nước ngọt anh em ạ. Đấy, để có thể trải nghiệm một cách thoải mái nhất. Nhưng mà nếu mà anh em không muốn mua máy tính laptop, không muốn lắp máy đúng không, thì khu vực bên cạnh tất cả những chỗ còn lại đều là laptop hết. Nói chung là full tầng 2, ngoài hai cái khu vực này ra thì chắc chắn là 100% diện tích sẽ dành cho laptop rồi. Và có laptop của Acer này, laptop của Asus này, laptop của Lenovo này, laptop của Alienware. Laptop của Alienware. Sao lại laptop của Dell. Nhưng mà sao Dell lại toàn mới đi này. Mới đi em chả sao Dell lại mới đi. Sao khu này kiểu còn thừa rất là nhiều diện tích thì là kiểu cho thêm vào ấy. Đấy. Và đây nhá, chủ xuất Tuấn Anh rất là cẩn thận. Mỗi một chiếc laptop đều được cắt dán màn hình là có chữ khai trương cơ sở 57 Trần Phú Hà Đông luôn. Đó, chăm sóc khách hàng rất là chu đáo. Sao nhìn cái TV quen nhỉ? Ôi, ai nhìn chung quen chứ. Ôi, cái áo da báo đây quen nhỉ? Cái áo da báo quen thế anh em nhỉ? Ôi, ai đây? Vừa mặc cuối lần trước xong. Ai đây nhỉ? Lạ. Có hẳn một chiếc TV để chiếu những clip của Hacom cho mọi người xem luôn ạ. Đúng rồi, anh em có thể lên đây nếu mà thấy tiếng xẹt xẹt đấy. Chị đã hiểu tại sao mọi người comment là có tiếng xẹt xẹt là tiếng của em đấy. Em cà vào mic của chị. Có thể thế rồi. Yeah. Ok, bây giờ thì mình quay ra đằng kia xem còn cái gì hay ho không nhỉ? Em có mỏi không? Em không, em thấy thích lắm, em sờ đang thấy nhẹ hết cả lông hồng này. Đây, đi sang khu vực. Checker. Đây là khu vực của các cái laptop đúng không? Anh có thể thấy rất là nhiều các loại ba lô ba lủng này. Túi sách, túi Weibo đúng không? Đây không phải là Weibo nhá, đây là Weibo. Weibo, ok. Weibo, đấy. Của Weibo. Còn nếu mà anh là laptop của mọi người không thích mà mua Weibo thì anh có thể qua mua MSI, đấy, MSI. Thì đây sẽ có những chiếc laptop của MSI này, ví dụ như màu trắng đẹp này. Prestige 14 này, Evo này, cầm nhẹ lắm. Nhìn này. Nào. Thôi em. Laptop nhẹ mình phải được về chứ. Đấy, xong rồi thích thì có thể mua ở HP này. HP sẽ có những chiếc laptop rất là ngon nghẻ. Bây giờ thì đây, chị muốn thử làm trải nghiệm làm một người mua hàng này không? Được, đúng không? Trải nghiệm chị biết là em định đi đâu rồi. Đâu? Chắc chắn là em sẽ đòi lên kho. Không, em bảo trải nghiệm mua hàng đấy. Em đừng ngồi kia kìa. À thế á? Đây, ra đây ngồi. À vậy à? Đây, xem. Nào bây giờ, chị ngửa ngưng ra, để thấy thoải mái không? Thư giãn không? Relaxing không? Chỗ này rất hợp để... Nói chung là hôm nay Hoàng nó mua được B5 nó rất là sung, giống như kiểu ôi chị ơi em vừa mua hàng ở đây này, em dẫn chị đi tham quan cơ sở em vừa mua hàng nhé. Mà nói mà rất là hợp lý nhá. Ở trên này nghe đây là điều hòa. Đúng. Thế là ngồi đây rất là mát, rất là thích. Thế là bây giờ mà đợi nhiều khi nhá, người ta muốn sửa máy thêm ấy chứ, người ta muốn ngồi đợi thêm ấy. Vừa mát, vừa có nước, vừa có wifi, quay phát có tivi 45 60 ngồi xem tivi thoải mái. Đấy. Ở trên này cũng có một bộ máy gần giống với bộ máy trải nghiệm ở bên dưới cái nhỉ? Bộ máy này cũng hơi trải nghiệm một tí gọi là để mang tính gọi là cắm test thôi chứ đấy. Đây đa số cái máy kia là để thanh toán mà vẫn có ghế gaming để cho các bạn ấy ngồi, cho khách hàng ngồi thử. Đấy. Lên kho chưa nhỉ? Ok, bây giờ mình lên kho đi. Check xem là chủ shop Tuấn Anh có gọi là cái đấy kho người ta gọi là cái gì, là chứa được tài nguyên và sự giàu có của một chi nhánh của Hacom, để xem là tài nguyên của chi nhánh 57 Trần Phú Hà Đông này sẽ như thế nào nhá. Cái cục Hoàng thích lên kho lắm đúng không em? Vâng đúng rồi chị.
Ui, kho chân này rộng không em? Tay mình đủ dùng không? Em phải công nhận là kho chân này tương đối rộng rãi đấy. Thực sự thì có rất là nhiều đồ đạc này. Bên trong này, ui sâu lắm, sâu quắm luôn đấy. Với cả sếp khá là ngăn nắp vào bọn. Nhưng mà anh em lên phát nha, nhìn phát là thấy ngay tất cả những linh kiện cực kỳ là quan trọng với cả một bộ anh em này. Main board này, cả màn hình này. Ví dụ như là chiếc xem nào, mình xem hôm trước mình vừa có recommend đó là chính là chiếc đây 1660 Super. Nó rơi đấy. Đây, chiếc này lấy là không rơi. Đây, ví dụ như anh em thể mua chiếc 1660 Super này chỉ có 7 triệu 8 thôi. Một chiếc cạc cực kỳ là hợp lý trong thời điểm hiện tại. Và nó nằm trong top 5 những con cạc mà chúng mình recommend là đáng mua trong thời điểm hiện tại. Đúng đó. Rồi, anh em nhớ ở trong video tư vấn. Đúng, tư vấn ở những cái thứ 7 hàng tuần anh ạ. Thứ 7 của tuần thứ nhất và thứ 3 mỗi tuần, mỗi tháng. Đấy là cạc màn hình của chúng ta. Nhưng mà ngoài ra vẫn còn nhiều thứ khác mà, nhiều thứ khác hay ho còn nhiều mà. Đúng rồi, loa Maso nè. Loa Maso rồi bên trong này có vỏ cây nữa. Đây, vỏ trong này rộng này. Lắm. CPU này, màn hình như này. Ui, có cả tivi á. Tao không thấy là tivi của Samsung. Không, hình như là tivi ở dưới kia. chắc chỉ một con thôi. Một con thôi. Đấy. Đấy, trong này còn rất là rộng này mọi người. Trong này kho khiết các kiểu đi tít ở trong kia nữa cơ. Nói chung kho là này này cao không anh? Cao, cũng nhận là cao. Nói chung là mình thấy cái cách setup theo cái kiểu hình vuông này cũng khá là hay. Vâng. Nó dễ truy cập mọi thứ hơn. Đúng rồi. Nó không bị khuất cái gì trong tầm nhìn của mình nhé. Kiểu đứng ở giữa phát xoay một vòng, rất là nhìn hết tất cả mọi thứ rồi, biết đâu ở đâu rồi. Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Bây giờ thì gọi là... Nói chung em chị đánh giá là cái tài nguyên ở chỗ này là giàu có đấy. Anh chủ số Tuấn Anh là giàu có đấy. Chị Phương nói chuyện như kiểu đền chơi game vậy. Đấy, thế nên là hy vọng là các bạn nếu mà ở gần cơ sở 57 Trần Phú Hà Đông thì hãy ra Hacom Hà Đông để có thể build cho mình được những cái bộ máy thật là hợp lý hoặc là những cái linh kiện thật là hợp lý nhá. Và bây giờ chúng ta phải đi về nhà. Đi về nhà, nào đi xuống đi. Ok, mình chào bạn. Mình chào bạn, hôm nay thì bạn có mặt tới Hacom để tìm mua sản phẩm gì đấy ạ? Em muốn tìm đến mua một chiếc máy tính sách tay ạ. À, máy tính sách tay ạ? Vâng, à, bạn đang có, hình như là bạn đang đi học hay là bạn đang có nhu cầu gì mà bạn lại cần muốn mua máy tính sách tay ạ? Em đang cần một máy để nói chung là thiết kế đồ họa các thứ ạ. À, ok. Vâng. Thế cho mình hỏi là dương tư thì là bạn đang gọi là ở khu vực nào mà lại bạn đến với cả cơ sở Hacom của chúng mình ạ? Em ở Cầu Giấy ạ. À, Cầu Giấy. Cầu Giấy. Giấy. Vâng. Hôm nay em đọc trên Facebook thì mới nghe là bên Hacom vừa mới khai trương cơ sở mới ở Trung Quốc Đông, nên là em cũng qua đây xem như thế nào. À, ok. Vâng. Ok, vâng. Thế bây giờ mình cũng hỏi bạn gọi là đây là một câu hỏi survey thì thôi. Vâng. Là bây giờ bạn thấy hôm trước chúng mình tên là Hà Nội Computer. Thì bây giờ bạn thấy tên Hacom mới của chúng mình có ngắn gọn và ok không ạ? Dạ, có ạ. Em thấy rất là ngắn gọn. Ok, thì đấy là nói chung là marketing mới của chúng mình. Vâng. Thì hy vọng là bạn sẽ qua bên Hacom chúng mình và ủng hộ thêm nhiều hơn nữa nhá. Vâng. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Dạ, hôm nay là tự nhiên lại có một cơ sở gần nhà mình được khai trương. Thì em có ra đây sắm một chiếc ghế để về ngồi làm việc cho nó đỡ đau lưng một chút. Em làm việc hơi nhiều với cả máy tính, bàn phím nên là em cầm cái ghế mà nó đỡ đau lưng một chút ạ. Đây là rất tiện cho những bạn ở Hà Đông nhé, bởi vì bây giờ chúng ta đã có thêm một cơ sở nữa để có thể phục vụ tất cả nhu cầu của mọi người. Và đặt bút của chúng ta cũng là một fan cứng của Hacom đấy ạ, bởi vì đã ủng hộ rất là nhiều các sản phẩm. À, và bây giờ thì bạn cũng biết rồi đúng không, là tên miền, tên website của Hacom đã đổi từ Hà Nội Computer thành Hacom rồi. Và đấy, cái tên này hay không? Vâng, em thấy nó ngắn gọn, xúc tích hơn cái tên cũ nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng sẽ được gặp Đạt Vũ ở những clip sau. Biết đâu bạn lại build cho mình một bộ máy mới và chúng mình được đến nhà bạn lắp thì sao, đúng không? Cảm ơn bạn nha. Chào chủ shop Tuấn Anh ạ. Bây giờ anh đang có một cái vai trò mới hiện tại, thì anh giới thiệu lại vai trò của mình được không ạ? Hiện tại anh là quản lý của chi nhánh Hacom Hà Nội 2 ở 57 Trần Phú. Thì em nghĩ là câu hỏi mà rất nhiều bạn viewer đang quan tâm hiện nay đó là bây giờ anh có còn là bậc thầy đi nước đúng không ạ? Nếu mà các bạn còn quan tâm đến tản đi nước thì cứ qua 57 Trần Phú. Ở đây sản phẩm gì cũng có. Anh có thể chia sẻ gọi là bí kíp để lộ trình thăng tiến nhanh như vậy được không ạ? Bí kíp thăng tiến thì rất là đơn giản thôi. Tuổi trẻ thì cứ làm việc hết mình, thành công sẽ tới. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Anh có đánh rơi gì đâu? Đánh rơi người yêu này. Ôi. Only. Hoàng lâu rồi nhở? Mình đã review xong cơ sở Hà Đông 2 ở đây rồi. Ok ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người nhá. Mình về với con bé 5 đây. Lên xe đi. Từ từ, không trèo được. Đâu ơi.
em để ở đây đi. Rồi. Úi dồi ôi, bye bye.